Tổng thống Trump hôm thứ Sáu 20 tháng 3 tuyên bố cấm mọi di chuyển không cần thiết qua lại giữa biên giới Mỹ và Mexico. Việc làm này nằm trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19. Tổng thống Trump đã nói, như chúng ta đã từng làm với Canada, chúng ta sẽ phối hợp với Mexico để tiến hành các quy định mới ở cổng biên giới nhằm cấm các di chuyển không cần thiết. Còn riêng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, ông nói, chính phủ Mỹ thi hành hai biện pháp quan trọng trong tuần này để nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Ông nhắc lại là việc đóng cửa biên giới với Canada được loan báo hôm thứ Tư sẽ bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm ngày thứ Sáu. Một điểm đáng chú ý là lệnh cấm mọi di chuyển không cần thiết qua lại giữa biên giới chỉ ảnh hưởng đến những du khách qua lại biên giới bằng đường bộ. Riêng hàng hóa giao thương giữa Mỹ với Mexico và Canada, cũng như những công dân Mexico và Canada ra vào Mỹ mỗi ngày bằng giấy phép làm việc hay còn gọi là Working Permit, sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nói trên. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng tuyên bố họ sẽ thi hành lệnh của CDC bằng cách gửi trả lại ngay lập tức những người đến biên giới mà không có giấy tờ hợp lệ từ Canada và Mexico cũng như một số quốc gia khác. Trước đó, vào hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khuyến cáo công dân Mỹ không nên đi du lịch ra nước ngoài vào lúc này, đồng thời kêu gọi công dân Mỹ mau chóng trở về nước nếu họ đang ở nước ngoài. Ngay sau khi Tổng thống Trump tuyên bố lệnh cấm di chuyển qua lại không cần thiết sẽ bắt đầu có hiệu lực từ thứ Bảy ngày 21 tháng 3, nửa vòng Jet TV có mặt tại cửa khẩu biên giới Mỹ và Mexico tại San Diego, California. Mặc dù lệnh cấm chưa có hiệu lực, nhưng dễ dàng nhận thấy số lượng du khách đi qua lại giữa biên giới hai nước đã giảm đáng kể. Cách đó vài chục bước chân là khu mua sắm ngoài trời có tên Last America Premium Outlet giờ cũng đã đóng cửa kể từ sau khi Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Derek Phạm, nửa vòng trái đất TV, tường trình từ biên giới Mỹ-Mexico ở tại San Diego, California, Hoa Kỳ.